Hello, đây là kênh Bộ Trí Vui, người luôn đồng hành với các bạn từ quá trình học tiếng Đức, qua Đức du học nghề, ra làm việc, định cư và lập nghiệp tại Đức. Xin thân ái chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói tiếp đề tài của video 101 năm 2023, tức là có một bạn đã hỏi mình là à, à, nếu chúng con qua Đức du học nghề, rồi ra đi làm 4 năm năm gì đó rồi chúng con học lên đại học thì có được hay không ờ, thì uh, chúng ta trao đổi tiếp uh, cái đề tài này ha thì uh, mình trả lời uh, mình đã trả lời trong video trước là uh, bạn cứ tự do thoải mái học uh, lên đại học như bạn mong muốn thì uh, trong video trước mình cũng nói là chúng ta vay tiền để uh, vay tiền của chính phủ đức để học uh, đại học và uh, chỉ trả tới uh, sau này á tức là cái tiền vay đó không phải uh, trả uh, tiền lời. Và ví dụ chúng ta vay có tới 50.000 euro đi nữa thì uh, chúng ta chỉ uh, trả lợi 10.000 euro là chính phủ uh, xóa nợ luôn ha. Mà cũng không phải là uh, bắt buộc phải trả uh, liền một lúc mà một tháng mà mấy ngàn, ví dụ chúng ta ra đi làm lương cầm tay là hơn 2.000 chẳng hạn 2.500 đi. Thì uh, mình thấy khả năng của mình trả mỗi tháng là 500 euro thì mình cứ trả chứ không bắt buộc là mình phải trả hết hai ngàn rưỡi thì mình lấy gì mình sống thì uh, chính phủ đức không có bắt buộc phải trả liền hết hai ngàn rưỡi mà trả trong cái uh, khả năng chi trả của mình nhưng mà phải có trả nha các bạn uh, mình không trả thì là mình uh, lạm dụng quá <laughs> người ta đã tạo cơ hội cho mình học mà mình không trả thì mình lạm dụng quá như vậy là mình không có cái cái tâm với đất nước người khác người ta bây giờ mình nói tiếp là uh, ngoài cái việc bạn phải vay mượn uh, nói phải là cũng là, là chưa đúng ngoài cái việc bạn uh, có thể vay mượn thì nếu bạn không muốn vay mượn bạn không có đủ kinh phí để du học uh, để 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 học đại học tại đức sau khi bạn đã uh, học xong nghề bạn đã đi làm hoặc là chưa đi làm bạn muốn học luôn á thì có một hình thức đại học khác ở Đức nữa gọi người ta gọi là Dua Studium tức Đức gọi là Dua Studium tức là cũng vừa học vừa làm y như lúc mà bạn du học nghề vậy đó hình thức đó y chang như lúc, lúc, lúc du học nghề tức là bạn sẽ vừa học vừa đi thực tập thì đại học mà người ta nói là Dua Studium System đó là đại học đó là đại học thực hành nhiều hơn còn đại học mà Uh, không vừa học vừa làm á thì học lý thuyết đại học lý thuyết nhiều hơn nghiên cứu nhiều hơn còn đại học thực hành là mình thấy là các bạn nên đi đại học thực hành nếu mà uh, cái trường đó nghĩa là bạn đủ tiêu chuẩn tại vì uh, nếu bạn từ Việt Nam qua dù bạn học xong phổ thông hoặc uh, là đang học đại học hay là đã học xong đại học ở Việt Nam bạn qua bạn du học đại học chứ không phải du học nghề á thì nước Đức không chấp nhận cho bạn là học uh, cái hệ này là, hệ vừa học vừa làm đại học mà chỉ chấp nhận cho bạn học cái hệ vừa học vừa làm học nghề thôi nha bạn hiểu ha là học nghề thì được nhưng mà học đại học từ Việt Nam trực tiếp qua học đại học vừa học vừa làm thì không được đó mà học nghề thì được thì khi bạn đã ở Đức rồi bạn đi làm rồi một hai năm gì đó bạn được lên định cư vĩnh viễn rồi đó thì lúc đó cái quyền lợi của bạn là như quyền lợi của người Đức như mình nói trong các video trước á thì lúc này bạn được phép đăng ký uh, vào các trường đại học vừa học vừa làm y như du học nghề là lúc đó là bạn có cái lương để bạn trang trải cho việc học đại học của bạn và cái đại học vừa học vừa làm này cũng có cái mặt mặt rất là tích cực tức là cái bằng cấp vẫn ngang như bằng đại học bình thường và người ta uh, cũng các cái công ty cũng thích các cái cử nhân uh, học vừa học vừa làm hơn bởi vì trong lúc bạn học là bạn đã thực hành rất là nhiều thì khi bạn tốt nghiệp ra trường thì kinh nghiệm làm việc của bạn suốt những năm học đó là uh, nó đã được ghi vào học bạ rồi uh, ghi vào cái bằng của bạn rồi thì như vậy các, các công ty ở đức là người ta nếu thường người ta cần nghiên cứu ít hơn mà người ta cần thực hành nhiều hơn đó nghiên cứu là những công ty lớn á, thì họ có những cái uh, bộ phận nghiên cứu thì họ mới nhận những cử nhân mà uh, học đại học về lý thuyết nhiều á còn học đại học mà vừa học vừa làm y như học nghề á thì uh, các công ty người ta rất ưa chuộng. Thì đó gọi là hình thức đại học vừa học vừa làm ha là bạn có lương đúng đó bạn không phải vay mượn chính phủ bạn cũng không phải bỏ tiền túi ra mà bạn có cái lương uh, du học đại học uh, nghề uh, uh, y như du học nghề ha đó là một hình thức thứ ba mà bạn có thể theo đuổi học đại học tại đức sau khi bạn du học nghe và một hình thức thứ tư nữa là cái xí nghiệp mà bạn đang làm cái công ty bạn đang làm đó nếu như người ta có uh, hoặc là người ta có cái chương trình là đào tạo tiếp cho bạn hoặc là người ta có chương trình là cử những nhân viên làm việc tốt đi học đại học tức là người ta có những chương trình tạo nguồn nhân lực tương lai cho công ty của họ đó thì bạn có thể đăng ký tham gia đó hoặc là bạn trực tiếp đề nghị với sếp luôn ví dụ bạn là một hai năm gì đó khi người ta ký được hợp đồng dài hạn cho bạn ấy, thì nếu hợp đồng ngắn hạn chắc là có lẽ là họ chưa có quan tâm tới bạn nhiều đâu nhưng mà khi họ đã ký hợp đồng dài hạn là họ biết rằng bạn là người làm việc tốt thì lúc đó là bạn có một cái cơ hội uh, để đề bạc với chủ hoặc là uh, xí nghiệp uh, hoặc là tự động xí nghiệp đó đề nghị bạn hoặc là họ có những cái chương trình uh, cho học đại học để nâng cao để tạo nguồn uh, uh, nhân lực lâu dài cho họ đó thì bạn nên đăng ký tham gia à, lúc đó là bạn uh, có quyền đăng ký tham gia uh, hoặc là bạn đề nghị họ mà họ ok thì họ tài trợ tài trợ cho bạn học tiếp lên đại học sau khi bạn có bằng du học nghề rồi mà bạn làm việc tốt, đó, họ tài trợ cho bạn, thì trong cái này người ta sẽ có sự ràng buộc tức là uh, tôi sẽ tài trợ cho anh trong những năm học đó, lương uh, có thể là y như lúc bạn uh, đi làm, tức là lương cao đó. Uh, nhưng mà sau khi ra trường bạn phải làm việc cho uh, chúng tôi thời hạn bao nhiêu đó, 5 năm hay 10 năm gì đó, sau đó bạn mới được phép rời khỏi công ty đi uh, tìm những nơi khác thì lúc đó là do bạn lựa chọn thôi. À, nếu như mà công ty uh, tài trợ cho bạn mà mức lương họ trả sau khi bạn học đại học về chắc chắn là họ bạn phải phải trả cao hơn là mức lương hiện tại bạn đang có rồi, chắc chắn rồi. Thì bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này để bạn học đại học tiếp theo tại đức sau khi bạn đã du học nghề nha. Vậy là tóm lại mình nói là có bốn bốn hình thức. Sau khi bạn du học nghề ra đi làm bốn năm năm hoặc là không đi làm mà học trực tiếp lên luôn thì có bốn hình thức một là bạn tự trang trải cho việc học này đó. hai là bạn vay mượn chính phủ để học ba là bạn học với hình thức vừa học vừa làm à. bốn là cái xí nghiệp đó cái công ty đó à, tài trợ cho bạn để bạn học tiếp chương trình đại học như bạn mong muốn đã có bốn cái khả năng à, xảy ra đối với bạn nếu như bạn có cái nguyện vọng là học tiếp lên đại học ha thì như vậy là chúng ta thấy rằng là uh, cái uh, hôm nay mình để tiếp cái đường linh mình để những đường link liên quan trong có trong đó có đường linh của bác sĩ Quynh Trần bác sĩ ấy vừa uh, về Việt Nam và uh, ra mắt cái quyển sách của bác sĩ thì bác sĩ có nói là uh, chúng ta là người tạo ra cơ hội chứ chúng ta đừng thụ động chờ cơ hội đến thì mình để cái boss cá của bác sĩ ở phần mô tả và mình để thêm những đường link nào liên quan giống như cái đường link của video 101 mình đã để cái tìm tòi của các bạn nữ ấy đó thì mình sẽ để lại để các bạn xem là bạn ấy đã tìm tòi những cái phương thức mà du học đại học tại Đức sau khi bạn đã du học nghề ha thì cũng có những chương trình là Nếu bạn đã là người có bằng cấp đào tạo nghề rồi Thì bạn học đại học Chương trình rất là ngắn à, Giống như cái bạn nữ đó nói đó Học chừng 2 năm thôi Chứ không phải học 3 năm, 4 năm như là đại học bình thường Bởi vì bạn đã có cái nền tảng của nghề đó Ở vô học nghề rồi Nhưng mà cũng có những trường đại học Thì người ta vẫn đào tạo bình thường à, Mình không rõ lắm Nhưng mà bạn Khi bạn học 3 năm ở Đức rồi Tiếng Đức bạn tốt rồi Thì bạn cũng có thể giống như bạn này Bạn tìm tòi rất là nhiều người ta đăng hết trên mạng rồi, bạn chỉ ngồi đó bạn tìm tòi là ra hết ha. cái này là mình nói trước cho bạn để bạn biết, để bạn định hướng. thì bạn cứ mở phần mô tả có những cái đường link liên quan mình để đó ha. thì như vậy á thì chúng ta thấy là qua đức á, bạn càng qua sớm, này bây giờ là tuần tuần này là các bạn thi phổ thông trung học sẽ có kết quả. Uh, của uh, tốt nghiệp phổ thông trung học. Thì nếu bạn có cái ý định rằng là mình qua Đức du học nghề rồi học đại học luôn thì bạn nên là uh, tiến hành ngay bây giờ uh, vì những lý do sau đây nè. Mình nói là nếu mà bạn có cái uh, hướng đi như thế này thì bạn nên uh, tiến hành ngay bây giờ ha. Bởi vì là khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta có những thuận lợi như thế này nè thứ nhất là khả năng học tập của ta của chúng ta còn rất là tốt đó à, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học xong khả năng học à, gần như là 100% <laughs> thứ hai đó là chúng ta chưa bị áp lực về kinh tế khi một người hơn 30 tuổi rồi muốn học đại học thì à, à, nó khó hơn là một người mới 18 tám đôi mươi ha à, thứ ba à, là chúng ta chưa vướng bận gia đình À, khi chúng ta muốn học đại học mà chúng ta vướng bận gia đình con cái vợ chồng thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc học của chúng ta. À, thì như vậy á mình đã chia sẻ với các bạn là ở đức là luôn liên thông từ học nghề lên đại học và các công ty mình tóm lại là các công ty người ta rất chuộng những người mà đã có kinh nghiệm làm việc rồi à, lại có cái bằng đại học người ta rất chuộng những người đó à, người ta rất muốn rất thích những người đó vào vị trí quan trọng của công ty ha. bởi vì vừa kinh nghiệm vừa thực tiễn và lý thuyết bạn có hết trơn thì như vậy là à, người càng trẻ thì cái cơ hội à, thành công càng cao bây giờ mình tóm lại là con đường của bạn là Bạn còn trẻ 18-20 Vừa tốt nghiệp phổ thông trung học xong Bạn đi theo hình thức là Qua du học nghề Nghề gì cũng được Nghề gì bạn thích Nghề gì bạn học giỏi Rồi Bạn uh, Ra trường Bạn học tiếp lên thẳng đại học luôn Nhưng mà tốt nhất Vẫn là Vì bạn còn trẻ Tốt nhất vẫn là bạn ra đi làm 2 năm đi Bạn học 3 năm Bạn ra đi làm 2 năm Thì bạn được giấy phép định cư diễn diễn tại đức á à, lúc đó là quyền lợi ngang với người đức rồi đó lúc đó bạn sẽ đăng ký các cái hình thức có bốn cái hình thức học đại học tại đức đó. Lúc đó, bạn đăng ký bạn lựa chọn hình thức nào phù hợp nhất với bạn thì bạn học ha à, à, đi làm nè được định cư diễn diễn nè xong rồi học đại học đó à, năng lực của bạn là tốt nhất tức là cái lứa tuổi đẹp nhất là ngay từ bây giờ khi bạn tốt nghiệp phổ thông à, thì là lứa tuổi đẹp nhất để bạn lựa chọn cái hướng đi này Thứ hai là thì đẹp nhất là từ 18 tới 25, mình nói thẳng luôn là để tuổi cho các bạn biết ha, 25 tuổi qua học nghề uh, 3 năm ra đi làm, 2 năm là bạn 30 tuổi, 30 tuổi là nhất là các bạn nam là trai 30 tuổi đang sưng đó, đó các bạn nam tới 25 tuổi là cái giới hạn mà mình thấy là nó tuyệt vời nhất rồi từ 18 tới 25 là tuyệt vời nhất. Còn nếu mà sau tuổi 30 mà bạn tiến hành cái vấn đề này á, thì mình thấy là hình thức này phù hợp hơn nè. Tức là bạn sẽ đi với cái hình thức là bạn ra đi làm. Tại vì trên 30 rồi bạn ra du học nghề là 3 năm là bạn 33. 33 là bạn đi làm, 2 năm là bạn 35. Là bạn đã 35 tuổi rồi. Đó. Thì lúc đó là bạn sẽ có thể có gia đình nè, có áp lực kinh tế nè. À, có nhiều cái thứ bạn biểu khác. Thì bạn nên lựa hình thức là mình tham gia những chương trình đào tạo tiếp theo sau du học nghề. Đó, nên trong các công ty họ sẽ tổ chức những chương trình gọi là nâng cao tay nghề đó, nhưng mà nó là hình thức thứ tư đó. Là hình thức thứ tư là phù hợp nhất cho các bạn đã trên 25 tuổi bắt đầu qua Đức du học nghề ha. Còn dưới 25 tuổi là hình thức thứ nhất là đẹp nhất. À, là 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 đẹp nhất thì dưới 25 tuổi, bạn qua thì bạn có bốn cái hình thức để lựa chọn. Còn trên 25 tuổi bạn qua thì cái hình thức thứ tư là uh, học nâng cao tay nghề hoặc là xí nghiệp cử đi đi học hoặc là đề nghị xí nghiệp cho mình, uh, cả xí nghiệp công ty cho mình đi học đại học để mình về mình lại tiếp tục làm cho người ta. Thì dù rằng là nếu mà xí nghiệp hoặc công ty cử đi học dù rằng họ có sự ràng buộc nhưng mà dù sao cái lương của họ chắc chắn phải trả cao hơn rồi Bởi vì nước Đức đã quy định đã nhận một người có bằng Cấp đại học thì không thể trả lương Dưới 20 đồng một giờ Dường như là khoảng 25 đồng một giờ là lương tối thiểu Đối với một người có bằng đại học Làm đúng ngành nghề ha Còn làm sai ngành nghề thì uh, Chuyện đó nước Đức chắc không bắt buộc đâu à <laughs> Nhưng mà làm đúng ngành nghề Thì phải trả mức lương mà nước Đức quy định rồi à, Chính phủ đã quy định rồi Công ty không thể trả trả, trả thấp hơn rồi mình tạm biệt các bạn nếu như mà các bạn thấy cái chia sẻ của mình là bổ ích cho các bạn thì các bạn làm ơn à, các bạn à, hãy chia sẻ video này cho những bạn đang chuẩn bị à, nhận cái bằng tốt nghiệp phổ thông à, hãy chia sẻ cho các phụ huynh các bạn ấy luôn để các bạn ấy có thể đưa ra cái định hướng tốt nhất à, cho chúng ta bởi vì là thông tin à, thiệu nhiều quá nhưng mà thông tin nào để chắc lọc thì mình đã chắc lọc hết rồi đó các bạn những thông tin mình đưa là mình nói mình đã chất lọc nó bảo đảm 100% trăm là sự thật bảo đảm trăm trăm một trăm phần trăm là chất lượng thì các bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người biết đó là một cái nghĩa cử rất là đẹp của các bạn và các bạn cũng xin đừng quên cho mình một cái like chiếc sau tạm biệt Xin hẹn gặp lại